Cô đang mặc rất thơm nha. Hình như là có Mạnh Đường Quân phát cái gì nữa các bạn ơi, nước gì á, nhiều cái mới á đó. Đó đó cho người ta thấy nè. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên chứ. Sức mạnh rất là sáng. Có nước ra má nha mọi người ơi. Nước ra má thương hiệu gì? Có hai ra má. Rồi, cái này là mọi người có hai ra má tài trợ hả? Có nước ra má chứ. Bao nhiêu chai vậy? Cái này 15 ngàn chai à? Rất rẻ luôn. Cô hai... 120 chai đó. Cô hai hôm nay tài trợ. Cô hai hôm nay tài trợ. Cái này có ai vậy hai? An toàn là tên hết. Đấy, tài trợ. Không sao hết. Tài trợ. Dạ. Anh Ram tài trợ đó nha. Có hai anh rất. Dạ, rồi, cảm ơn. Đó, được cái thơm chạy. Cả nhà ơi, được cái má nghe. Tặng cho khách nghe bữa nay nha. Con tôi đỡ ngược ha. Gửi tặng cho cô hai và cô ba bắp nướng, súp cua. À, lại mua súp cua và bắp nướng có được tặng một chai nước cho má như vậy, với lại mà tặng một chén thơm. Hôm nay nhiều quà lắm luôn á, khách mà đến mua quà. Tặng tặng hai cái lên luôn rồi. Kéo cái khẩu trang lên em. Thôi được rồi, thấy được. Tặng cho mọi người được một củ khoai lang và một chai thơm và một chai nước cho má nha mọi người ơi. Đến mua được đây. Cả bộ luôn. Quà tặng nhiều quá. Quà tặng được bao nhiêu đây? Được ba món quà nè. Mua súp cua nè, mua bắp nướng nè. Cảm ơn cô chú cả nhà anh chị nghe gần xa ghé đến ủng hộ giúp cho em nghe 70 món 75 món bánh kem 10 người 11 nghe cô chú anh chị ơi. Khoai lang này là mai cô hai cô bán luôn hả? Cô thấy ơi cho mặt khoai lang. Đây quà tặng quá trời luôn các bạn, quá trời quà tặng luôn. Cái này có trăm hộp à? Nhiều lắm ạ. Này mà để mình đọc coi thương hiệu gì đây. Rau má đậu xanh cô hai. Thương hiệu cô hai thôi chứ không phải là của cô hai nha các bạn. Không phải là cô hai súp cua. Thôi vậy chơi thơm đổi hai chai con má được không? Trời ơi. Anh ăn chắc thơm đi ăn. Thơm ăn đâu có ăn đâu. Anh đi anh chị ơi, đổi thơm cho Lan được không? Đổi thơm cho Lan. Đây, tao lấy thơm để dành cho anh luôn. Rồi, cảm ơn anh. Rồi. Cảm ơn anh nha. Đổi với thơm đổi rồi, đổi cô hai, cô ba được. Được. Anh ơi, anh đổi đúng rồi, quên đó. Anh ơi, chơi thơm đổi cho thơm đổi em được không? Cứ em đợi em rồi. Lấy luôn. Anh lấy cái sách hả? Cái sách không chân. Quỷ cái sách phải không? Anh ở ngay trong cái con nó cao không? Nó dầm không? Không. Anh ở đâu? Cái sách ở đâu? Em mà
Có thể nói là cái điểm bắp nướng của cô Ba Tôi Thi trở thành một cái điểm gọi là để mà quảng bá rất là nhiều sản phẩm nha các bạn. Thông qua các cái chương trình gọi là của Mạnh Thường Quân á, các Mạnh Thường Quân là họ mua những cái chất thơm này phát cho khách hàng của cô Ba nè. Cơm giờ này của con nhỏ bự bự bộ. Đúng không? Cơm giờ này to. Hôm nay có ba có nhiều quà tặng quá ta. Dạ hôm nay có nhiều quà tặng nè. Thứ nhất nè, khoai lang nướng. Thứ hai, một quả thơm nướng, một quả thơm. Thứ ba là một chai nước của anh Brian tài trợ. Orion. Brian. 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 Brian bên Mỹ tài trợ. Yeah. Ai uống nước rau má thì liên hệ qua số của cô Hai nha. Yeah. Cô Hai là chị luôn hả? Đúng cô Hai là trẻ vậy. Thôi chị Hai đi. Dạ. Cô Hai giờ cũng trẻ quá trời. Cô Hai giúp cô. Cô Hai giúp cô luôn. Một 100 chai nước. 140 chai. Rồi thêm của anh cô. Hôm nay được ba quả, đây cô Hai này là cô Hai rau má đậu xanh chứ không phải là cô Hai súp cua nha các bạn. Đây cô Hai đây. Dạ, cảm ơn mọi người ủng hộ. Dạ. Trứng còn 70 trứng nha anh Tấn Nguyễn ơi. Rồi lại chim mà hồi ướt đầu như vậy. Ướt con mắt luôn nè. Rồi nước. Nước. Hồi xưa cà chua thấy là hai lớp luôn. Là gì á? Lớp lưng à. Nhà chị gần đây không? Hồi trước ở đây là bốn con không ha. Đây bà ngoại ngày mấy luôn á. Anh hỏi lại ngày 3, ngày 4 luôn á. Anh hỏi lại đây nè. Quê Khánh Ca hoài ha.
Cảm ơn chú Linh tôi nha. Không ai cho khách cao hết trơn á, mà lại trong quê khách cao nữa là sao? Hả? Không, nè, không ai cho khách cao, lỡ lần nào lấy tiêu lên thăm buồn ơi là buồn, thôi mình thử trang lại.